xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình của mình. Mình là Bo đây. Hôm nay mình sẽ đi xem một hàng xe action của bố mình. Thì không biết ở đấy có gì nữa. Chắc chỉ có một hàng xe action đấy chứ có gì đâu. Bây giờ mình cứ đúng là câu được bộ. Bố mình đang quay nhưng mà không thể lái xe được. Thì bố mình đã gọi bạn của bố mình đến đoán đấy. Bây giờ mình sẽ ra đây để đợi bạn bố mình đoán nhá. Đi. Oh my god, mát vãi. Ui, mát quá. Thiên nhiên. Bạn bố mình đây. Các bạn ơi, sắp đến rồi. Các bạn ơi, đây là điểm tập kết nhá. Nhìn nó mới có 6 xe. Chắc tí nữa đầy xe ấy. Nhà cũng cán cà phê ăn. Đây, đợi người ta đến. Xe. Bố nha. Các bạn ơi, đợi từ nãy giờ mới được 11 xe. Mình đang thấy một xe ở đằng kia đang đi tới. Đấy, mình đang thấy. À không phải, cái mất. Đấy, từ nãy giờ mình cứ ngồi kia ăn. Sao rồi chưa chỉ đã 11 xe. Kia kìa, ở dưới kia thêm 3 xe nữa. To à? Chuẩn. Thôi bây giờ mình đợi tiếp đi. Vẫn chưa đủ xe các bạn ạ. Đây là một chiếc xe action nhưng nó là thể thao. Wow. Đây là một chiếc xe action, logo rất đẹp. Đây là một chiếc xe action của hình Việt Nam cộng với Ai Cập. Mấy cái vòng tròn bên cạnh quanh Việt Nam đó chính là mấy cái huy hiệu của Ai Cập. Chống đồng con. Vâng, còn đây là cái action club. Club. Ở kia một hàng xe. À, có xe màu đen kia kìa các bạn. Xem, mình đã tìm được một xe xịn. Không. Xịn. Có cả cặp 300 đấy đấy. Để xem. Ủa, có một xe action kìa các bạn. Đây là xe của chú Quyết. Đây là xe của chú Quyết cắt tóc. Ôi cô này, một cái xe gì kìa. Đây là chú Quyết cắt tóc. Cái chú này mình hơi nhầm. Chú là cắt tóc. Chào mừng chú. À, đây là bác. Đây là xe chú. Đây là xe của chú Quyết cắt tóc nha các bạn. Chú ơi, không nặng chứ. Có. Ơ, chú ơi, xa lông ở đâu ấy? Mua già tự. Đây là tem xe của chú. Đó chính là xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam. Hay phết. Với lại ở cái chỗ mà bơm xăng có một cái pin và có cái cánh cửa. Nó hình tròn. Ô,
thử lại một cái xe mới. Và đây là bổ con chi. Xe Accent nhưng mà phiên bản Tom và Jerry. Đây là xe Accent phiên bản Tom và Jerry. Có từ Minh Khang. Tom và Jerry nè. Khi nào mình về mình cũng dán tên mình như này. Vâng. Ôi nó bốc hơi. Không có Accent Club luôn. Chị biết. Ui giời ơi. Tê đi rồi các bạn nhá. Đi các bạn. Đạp ga đi, đạp ga đi. Mỗi bố cháu là không lên truyền hình thôi. Phải giữa một đống xe. Nước về quá các bạn ạ. Hơi nắng đấy, ngồi trước mày. Tôi đi đâu ấy? Mình đi chơi vui quá. Thôi, đã gần hết video rồi. Thì các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, nút đăng ký, nút subscribe và chia sẻ cho mình để có động lực để làm video nhá. Còn bây giờ bye bye. Mình đi ăn đây.